Đó chính là một cái động lực sẽ hỗ trợ cho giá vàng, bởi vì khi mà tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao, giá vàng có thể là một tài sản trú ẩn khá là an toàn. Chào mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh YouTube của STB Việt Nam. Xin tự giới thiệu, mình là Thông, nhân viên trực thuộc phòng phân tích của STB. Trước tiên là Thông cũng muốn cập nhật nhanh về tình hình của giá vàng cũng như là các sự kiện đang diễn ra ở trên thị trường mà các anh chị cần phải lưu ý. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về cái dữ liệu cơ bản. Trước tiên là chúng ta cũng sẽ xem qua cái dữ liệu ở Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có cái báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ. Thì cái báo cáo này thực tế nó cao hơn so với dự báo. Các anh chị có thể để ý là trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi thì cái đỉnh của cái số đơn xin trợ cấp là rơi vào khoảng 6.6 triệu, và hiện tại là chúng ta cũng đang trên đà phục hồi về mức khoảng 751.000. Nhưng để có thể trở về cái mức bình thường trước dịch Covid-19 xảy ra thì chúng ta vẫn còn phải mất rất nhiều thời gian để có thể trở về cái mức đó. Cái mức trước dịch Covid-19 xảy ra là rơi vào khoảng 200 cho đến 281.000 đơn. Bên cạnh đó, một thông tin nữa các anh chị cũng phải lưu ý, đó chính là vào rạng sáng ngày hôm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đã có quyết định là sẽ giữ nguyên cái lãi suất ở mức 0.25%. Chúng ta cùng vào cái mục tin tức ở trên STB để xem qua về cái báo cáo ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua, ông Powell, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cũng có chia sẻ là tình hình kinh tế hiện tại đang trên đà phục hồi và các chi tiêu tiêu dùng cũng đang tăng trưởng trở lại. Bên cạnh đó thì các sự đầu tư của các doanh nghiệp cũng đã hồi phục, nhưng cái đà hồi phục còn gặp rất là nhiều khó khăn và trở ngại. Vì vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng sẽ tiếp tục các chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế. Họ vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên cái mức lãi suất ở mức thấp. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ mở rộng cái bảng cân đối kế toán. Thì đây chính là một cái tín hiệu rất là tích cực cho giá vàng. Một điều nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là dịch Covid-19. Hiện tại số ca nhiễm vẫn đang ở mức cao. Các anh chị có thể lưu ý là ở bên châu Âu, các nước vẫn đang lên kế hoạch là sẽ đóng cửa biên giới, bởi vì cái số ca nhiễm ở khu vực này đang tăng cao. Đó cũng là một cái tín hiệu rất tốt cho giá vàng. Bên cạnh đó thì Thông cũng muốn cập nhật sơ về tình hình của bầu cử ở Mỹ. Theo như trang Bloomberg thì ông Joe Biden hiện đang dẫn trước so với Tổng thống Donald Trump với 264 phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Donald Trump thì chỉ mới có 214 phiếu. Nhưng ở trên CNN thì cái con số này nó lại khác so với trên Bloomberg. Đây thì ông Joe Biden đang dẫn trước với 253 phiếu. Thì qua đó các anh chị có thể thấy là hiện tại là cái tình hình bầu cử ở Mỹ vẫn đang khá là bất ổn, mọi thứ vẫn đang còn là một dấu chấm hỏi và chúng ta vẫn chưa biết được cái người tiếp quản Nhà Trắng sẽ là người nào. Vì vậy, mọi thứ vẫn đang khá là mơ hồ. Đó chính là một cái động lực sẽ hỗ trợ cho giá vàng, bởi vì khi mà tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao, giá vàng có thể là một tài sản trú ẩn khá là an toàn. Thì sau khi đi qua một vài cái thông tin cơ bản về những yếu tố có thể tác động lên giá vàng, thì Thông cũng muốn đi qua với các anh chị về một vài cái phân tích kỹ thuật để các anh chị có thể nắm rõ hơn về những cái điểm mua cũng như là những cái điểm bán của giá vàng. Như các anh chị để ý thì ngày hôm qua là giá vàng cũng đã vượt cái mức kháng cự khá là quan trọng. Ở đây Thông sẽ thêm một cái đường cự để các anh chị có thể nhìn rõ hơn. Đây là cái vùng kháng cự quan trọng 1930. Giá vàng vẫn chưa có thể vượt qua được cái mức kháng cự này trong vòng một tháng trước. Nhưng ngày hôm qua thì giá vàng cũng đã vượt cái mức này và đã chạm mức là 1950. Điều đó cho thấy là trên đồ thị H1, khung đồ thị 1 giờ, giá vàng đang bắt đầu hình thành xu hướng tăng. Để có thể có một cái nhìn rõ hơn, ông cũng muốn chuyển qua khung đồ thị H4 để các anh chị có thể thấy được là chúng ta đã hình thành mô hình hai đáy. Ở đây Thông sẽ thêm cái mũi tên để các anh chị có thể nhìn rõ hơn. Ở đây là một đáy, ở đây là hai đáy. Và sau khi hình thành mô hình hai đáy, giá vàng cũng đã vượt qua cái đường neckline là 1930. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tiếp tục xem thêm về đồ thị
D1, một cái nhìn tổng quan hơn. Ở đây Thông sẽ thêm một cái đường xu hướng hỗ trợ. Thông chuyển sang D1 cho các anh chị dễ nhìn. Đó, giá vàng vẫn đang trong một cái xu hướng tăng khá là mạnh. Mặc dù chúng ta cũng có một đợt điều chỉnh nhẹ, nhưng hiện tại là giá vàng cũng đã vượt qua cái cản này, cái cản của cái xu hướng điều chỉnh giảm, và hiện tại cũng đang có dấu hiệu là tăng. Thì theo như ba khung đồ thị từ H1, H4 cho đến D1 thì giá vàng đã có dấu hiệu là chuẩn bị một đà tăng giá mạnh, có thể sẽ là hướng đến các mức kháng cự tiếp theo. Thông cũng muốn mở để thông chuyển sang cái đồ thị H1 để các anh chị có thể nhìn rõ hơn là các mức mà giá vàng có thể hướng đến tiếp theo. Cái mức đầu tiên Thông muốn các anh chị cần phải lưu ý đó chính là mức 1972. Ở đây là một cái kháng cự ngắn hạn. Nếu giá tiếp tục vượt qua cái ngưỡng kháng cự này thì có khả năng là giá sẽ tiếp tục hướng đến các ngưỡng kháng cự tiếp theo như là 2016. Nếu giá tiếp tục vượt qua cái mức 2016 thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại cái đỉnh cũ là 2075, và thậm chí là giá vàng cũng có thể sẽ bứt phá qua hết tất cả những cái kháng cự này và bắt đầu một xu hướng tăng khá là mạnh. Bởi vì sao? Hiện tại là các ngân hàng trung ương họ vẫn đang duy trì những cái chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế, và qua đó thì chúng ta có thể thấy đó là một tín hiệu rất là tích cực cho giá vàng. Ok, thì chúng ta đã có thể thấy được là những cái mức kháng cự mà giá vàng sẽ hướng đến. Vậy thì đâu sẽ là cái điểm mà các anh chị có thể vào lệnh? Trước tiên thì các anh chị cùng nhau lưu ý đó chính là giá đã vượt qua cái đường neckline của mô hình hai đáy, thì hiện tại cái mức 1930, 1931 chính là cái vùng rất tốt để các anh chị có thể vào một cái vị thế mua. Nhưng nếu anh chị nào không muốn quá rủi ro, hiện tại không muốn tham gia vào thị trường ngay tức khắc mà muốn chờ một cái tín hiệu rõ ràng hơn, thì chúng ta sẽ có thể chờ giá vàng hồi về cái vùng hỗ trợ ngắn hạn, đó chính là ở mức 1894. Nếu anh chị nào muốn an toàn hơn thì chúng ta sẽ chờ giá vàng hồi về cái mức 1865. Đây là cái hỗ trợ kể từ ngày 27 tháng 10. Nhưng cái kịch bản để giá vàng có thể trở về cái vùng hỗ trợ này rất khá là khó xảy ra, bởi chúng ta đang ở trong một cái tình trạng rất là bất ổn, mọi thứ đang rất là mơ hồ, từ cuộc bầu cử ở Mỹ cho đến việc các số ca nhiễm Covid-19 đang tăng cao ở các quốc gia. Thì đó cũng là một vài cái thông tin mà Thông muốn chia sẻ đến các anh chị ngày hôm nay. Chúng ta cùng cập nhật nhanh về tình hình của giá vàng cũng như là diễn biến ở trên thị trường. Thì Thông cũng hy vọng là các anh chị sẽ có một ngày giao dịch thành công, cũng như là các anh chị cũng sẽ có những cái quyết định sáng suốt ở trong giai đoạn mọi thứ đang khá là bất ổn. Và Thông xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những video clip lần sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.